tổ đại biểu số 3 đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm ông Nguyễn Tạo, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Hiển, viện trưởng viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp xúc cử tri xã Đoàn Kết, huyện Đạ Oai và xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc. Cùng tham dự có ông Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền các địa phương. Thay mặt tổ đại biểu số 3, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Hiển, viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông báo tới cử tri xã Đoàn Kết, huyện Đạ Oai và cử tri xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc một số nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Khái quát về tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2024 của cả nước, tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm và công tác phòng chống tham nhũng quý 1 năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng. Đối với kỳ họp Quốc hội thứ 7, khóa 15 dự kiến sẽ được tổ chức làm 2 đợt từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6. Đợt 2 từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 nghị quyết, đồng thời cho ý kiến đối với 11 dự án luật. Đối với tình hình kinh tế xã hội cả nước quý 1 năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được đảm bảo, nợ công trong giới hạn cho phép, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Đối với tỉnh Lâm Đồng, cấp ủy chính quyền các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện ngày càng đầy đủ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 4.800 tỷ đồng, bằng 34,34% dự toán địa phương. Tổng lượt khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 2,38 triệu lượt khách, đạt 24,5% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt trên 222 triệu đô la, tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Đã hoàn thành thủ tục và triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng đối với 5 dự án lớn. 11 dự án khác đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Cử tri xã Đoàn Kết, huyện Đạ Oai đề nghị cần đầu tư xây dựng thêm một số công trình thủy lợi giúp người dân chủ động nguồn nước tưới, phục vụ, sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với các vùng trồng cây ăn quả trọng điểm. Quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện thắp sáng 3 pha, đáp ứng, phục vụ sản xuất. Một số ý kiến đề nghị cần tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những diện tích đủ điều kiện cho người dân. Tiếp tục bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng một số cây cầu dân sinh, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và sản xuất. Cử tri xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc đề nghị cần sớm hoàn thành dự án cấp nước sinh hoạt cho người dân một số khu dân cư theo kế hoạch, xem xét các yếu tố pháp lý liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, thực hiện hiệu quả hơn nữa vấn đề thi tuyển công chức viên chức, vấn đề kê khai tài sản cán bộ quản lý nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng. Một số cử tri đề nghị quan tâm giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, xem xét tạo điều kiện cho người dân trong chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với các khu vực có dự án làm đường cao tốc Tân Phú Bảo Lộc, cần thực hiện việc cắm mốc cụ thể. Lãnh đạo huyện Đạ Oai và thành phố Bảo Lộc đã giải trình làm rõ một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, trong đó có thực trạng cũng như định hướng liên quan đến giải quyết nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, vấn đề đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống điện thắp sáng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp thu ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri xã Đoàn Kết, huyện Đạ Oai và cử tri xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, đồng thời trao đổi cung cấp thêm một số thông tin đến cử tri liên quan tới luật đất đai sửa đổi, công tác giải phóng mặt bằng, tái định canh định cư, thực hiện các công trình trọng điểm, trong đó có dự án đường cao tốc Tân Phú Bảo Lộc, Bảo Lộc Liên Khương. Vấn đề quy hoạch vùng trồng, công nghiệp chế biến các loại cây công nghiệp, cây ăn quả chủ lực liên quan tới tỉnh Lâm Đồng cũng như huyện Đạ Oai. Vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như năng suất sầu riêng của huyện Đạ Oai. Công tác phòng chống tham nhũng, vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo cũng đề nghị ngành chức năng tỉnh cũng như huyện Đạ Oai, thành phố Bảo Lộc xem xét giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề khác, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu tổng hợp đầy đủ để chuyển các cấp các ngành trong kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sắp tới.